Chào shop, cho mình hỏi shop có bán giày sơ mướp không? Ồ, giày sơ mướp ha. Một câu hỏi rất là hay mà anh này chắc cũng là biết nhiều về bên mình là sơ mướp Vĩ Long ha. Thì giày á, nó giống như cái này đúng không? Mà trước đây thì bên mình làm, nhưng mà bây giờ thì không còn sản xuất nhiều nữa. Chỉ làm theo đơn đặt hàng thôi các anh chị. Nhưng mà dép thì nhiều, ok nha. Dép mang trong nhà, dép mang trong văn phòng thì ok, mọi người nhìn thấy nè. Cái thứ hai nữa là lót giày. Lót giày nha. Còn lót giày này đây thì mình không có làm giày nhiều, bởi vì giày nó chỉ là đơn đặt hàng thôi. Nhưng mà lót giày thì nhiều ha. Mọi người để ý cái miếng lót giày của sơ mướp đó. Mình mang mà massage cái lòng bàn chân nó thường xuyên. Cái thứ hai nữa là nó thấm hút cái mồ hôi chân của mình rất là hay. Không có cái mùi quế đâu nha mọi người. Nó là mùi sơ mướp nha. Không có mùi quế, không hóa chất. Mang để trong đôi giày tây hay là đôi giày bata hay là đôi giày thể thao của mình á, mình mang nó hút mồ hôi chân của mình. Khi mình mang thì mọi người thường hay nói là nó dính cái vớ, đúng rồi, cái dính cái vớ. Thì cứ mang vớ cũng được, không mang vớ cũng được, không sao hết. Mà tốt nhất là mang cái vớ thiệt là mỏng ra để nó ma sát cái lòng bàn chân của mình. Hoặc là không mang vớ, mang giày, mang cái loại giày mà mọi người thường hay gọi là cái loại giày mỏi gì đó, thì mình sẽ mang cái này rất là ok ha. Mà như vậy á, thì một cái đôi này giá nó cũng rất là mềm thôi, chỉ có 60.000 thôi. Mọi người nếu mà thích thì chúng ta có thể order.